anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nấu ăn phong cách Tiến Phụ Official nha các bạn. Quất luôn anh em ơi. Lên nhạc music. Thành phẩm mình làm đi các bạn. Món đặc biệt nhất. Đó. Các bạn thấy ngon không các bạn? Đơn giản. Món ăn đậm bạc của gia đình mình. Chỉ có vậy thôi. Thì ok. Ok, mình đã hướng dẫn các bạn nấu ăn theo phong cách của mình rồi. Đấy. Thì mong các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh của mình. Nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy nhấn like và share. Chắc bây giờ không biết nói gì. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong clip sau nha các bạn. Let's go.